What you want to eat? Guacamole. What you want for dinner? Steak tacos. Chào mọi người, hôm nay anh chồng Tây của mình và con trai của mình lại thèm món Mexico taco và món guacamole của Mexico mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ cắt hành tây ra nha. Cắt hành tây thì cắt hơi nhỏ nhỏ, xí xí như thế này, xinh xinh như thế này nè. Sau đó mình sẽ cho vào nước lạnh để nó giòn và đỡ nặng mùi. Đấy, sau đó mình sẽ cắt cái cà chua này thành từng miếng nhỏ, vuông tròn, vuông vuông đó, giống như cái hành tây đó mọi người. Nhưng mà mình sẽ nhớ là mình sẽ lấy cái hạt ra trước nha. Đó, mình sẽ lấy hạt ra. Và cắt. Từng khúc nhỏ nhỏ xinh xinh. Là mình làm guacamole nha mọi người. Thì mình sẽ cho hai quả bơ vào, sau đó mình sẽ lấy hạt ra. Mình sẽ lấy hạt ra và sau đó thì mình sẽ đó, mà quả bơ này rất là mềm, vừa chín tới luôn, rất là chuẩn. Đây các bác cô chú nghe đấy, hai đứa nhà con nó đang quậy đấy cô chú ạ. Rồi sau đó mình sẽ cho nước chanh vào nha. Mình vắt một miếng chanh như thế này. Tùy vào khẩu vị của mỗi người nha mọi người. Nhiều lúc mình sẽ ăn chua hơn, nhưng mà mình thấy một miếng là vừa rồi. Đó, mình sẽ dầm như thế này này, cho nó nhuyễn nha. Đó, mình sẽ cho cà chua. Sau đó hành tây. Và cuối cùng thì mình sẽ cắt cilantro, nghĩa là ngò rí đó mọi người. Rất là thơm và mình rất là mê cilantro là ngò rí. Cực kỳ rí rí luôn, rất là thơm. Và sau đó mình cho một ít muối vào nha. Và cho một tí tiêu. Và cuối cùng là mình sẽ cho tortilla chips, là cái chip của Mexico mọi người. Và sau đó là mình sẽ đổ vào cái chén xinh xinh này cho em Jayden ăn. Và em Jayden mê món guacamole lắm mọi người ơi. Nói chung là nhà mình ai cũng mê món này hết. Nhưng mà đây là lần đầu tiên em Lucy ăn. Để xem em Lucy có thích không nha. Here we go, sir. Lucy, try. How about Lucy? Whoops. We're gonna give her the plate. How's that, Lucy? That? How's that, Lucy? Tiếp theo là mình sẽ làm món steak taco. Anh chồng mình lại thèm món này nên mình sẽ làm luôn.
Và hôm nay là tất cả là món là Mexico hết. Steak thì mình gọi là mình mua sẵn rồi ấy. Sau đó mình sơ cho cái gia vị của taco. Rất là nhanh, làm món này rất là nhanh nhưng mà rất là ngon nha. Cho ít muối nha. Đấy, cái shell này là cái bánh này nó có sẵn rồi ở siêu thị ấy. Hình như chỗ nào cũng có hết rồi mọi người. Đó, mình cho cái steak vào nha. Beef đó, là thịt bò đó. Thịt bò xào đó. Sau đó mình cho ít hành nè. Hành này thích hơi nhiều hành, nhưng mà hành này không có mùi nữa nha. Rất là giòn và thơm. Sau đó thì mình sẽ cho ngò vào. Vắt một chút chanh nữa thì chuẩn luôn. Ăn cái này phải vắt thêm chút chanh nó mới chuẩn nha. Rồi, anh chồng mình lại thèm ăn tomato là cà chua. Vì anh này nói chung là cái nào mà món bánh mì gì là anh ta đều thèm ăn cà chua mọi người ạ. Nên là mình cũng thích ăn cà chua. Mà màu sắc nó cũng xinh xinh nữa. Đó, thế là xong. Bữa tối của anh chàng đã rất là đơn giản nhưng mà rất là ngon nha. There we go. Ngon ngon. How's that? Ngon. Tiếp theo mình cho anh ấy ăn guacamole. Ôi nhìn hấp dẫn quá. Yeah, for daddy. Wow. Hope you like it. Thank you. Let me try it. Mm-hmm. Wow, did you make this? No. Yum yum. Yum yum yummy. Yummy. Uh-oh. Here you go, try some. Ooh, there you go. Have a bite. Mmm. Và món cuối cùng là mình lại làm món mình yêu thích, đó là món shrimp taco, là taco tôm đó mọi người. Đầu tiên là mình sẽ có cabbage gọi là cải, bắp cải đó. Bắp cải này mình gọi là bắp cải tím nhé. Đó, mình cắt sợi sợi như thế này nè, cho vào cái thố. Và sau đó cho một cilantro, là ngò rí và hành tây. Và sau đó thì mình cho một chút muối nha. Và không thể thiếu đó chính là chanh. Món taco này là tất chanh, mà chanh xanh của mình đấy. Là rất là chuẩn luôn. Không thể thiếu được màu chanh trong món taco này nha. Và trộn đều lên nè. Ôi, cái màu sắc rất là đẹp nha. Sau đó mình sẽ lấy tôm nè. Tôm mình cho cái gia vị của taco, cho thêm ít muối. Và cuối cùng là dầu bơ. Dầu gì cũng được nhưng mà mình thích ăn dầu bơ nha. Đó, trộn đều lên. Đây là một phần của mình đó. This is all my shrimp taco tonight. Đấy, mình sẽ cho vào. Ôi, nóng hổi, thơm lắm luôn. Cực kỳ thơm. Ôi, thèm quá cơ. Nhìn cái này là muốn ăn ngay lập tức. Đó, sau đó mình sẽ pan sear, là ở đó cho nó hơi vàng vàng bên này này. Hơi cháy cháy một chút là hơi cháy cháy thì nó sẽ giòn giòn ấy. Là nhìn khá là ngon. Tôm thì nấu cũng nhanh lắm. Tôm mình chiên cũng nhanh lắm. Mình xào cũng nhanh lắm. Mỗi mặt khoảng chừng 1 phút là chuẩn. Đấy, ôi dồi ôi, nó thơm ơi là thơm luôn mọi người ơi. Hấp dẫn. Đấy, mình sẽ mua cái bánh taco này nè. Mình để vào chung một cái chảo mình vừa xào cái tôm đó mọi người. Đó, xong mình đặt lên. Ôi dồi ôi. Chuẩn nha. Đó, thấy chưa? Đấy, mình gồm có guacamole, cabbage, bắp cải. Đầu tiên mình cho guacamole vào trong cái bánh này. Đấy, mình cho một nửa phần thôi. Bạn thích bạn cho nguyên một cái vào, nguyên một cái bánh luôn. Mình cho một nửa thôi.
Đó, cho tôm vào. Đầu tiên là làm đẹp đẹp, làm trang trí ba cái thôi cho mọi người xem. Chứ thật ra khi mình ăn, mình cho bao nhiêu tôm cũng được. Tại vì đây là một phần của mình mà mọi người. Chồng mình không thích ăn tôm mọi người ạ. Anh này ít khi ăn tôm lắm, chỉ có gỏi cuốn mới chịu ăn tôm thôi. Còn hai em thì thích ăn tôm nha. Nên mình làm này cho hai em ăn luôn đấy. Ủa, ngon lắm ấy, giòn 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 giòn. À, mọi người thấy không? This is like món taco. Enjoy. Mời mọi người. Bon appetit. That's really good. And a little bit guacamole, add shrimp as much as you can, and you can thought, because only me eat it. Mình ăn à. There we go. And you fold it. And enjoy. There I go. Add some shrimp. Guacamole. Mình mới làm. I have some chips here. Everything fresh. Mọi thứ là đều là tươi, mới nóng hổi. Get some little bit tomato, cilantro. That's good. Bye, my everyone. Bye, mọi người. Bye, everybody.